Hi everyone, welcome to Icy Books. It's me again. Now, I'm very happy to show you the next part in Unit 5, that's Vietnamese food and drink. So, before dealing with the lessons, please bring two books with you like this and remember to use the numbers on your back cover like this to use the English learning programs at worldwideweb.icbooks.vn. Now, let's jump to our lessons today. As far as you know, last week I gave you some information about countable and uncountable nouns. Besides, we've learned to use the and some and any correctly. So today, we're going to continue to learn about some extra vocabulary related to the topic too. Moreover, we'll discuss about someone's favorite food and drink. Now, let's jump to the first part, that's some vocabulary that you may see in our lesson. First of all, we have sticky rice. Sticky rice. Đầu tiên chúng ta sẽ có danh từ xôi, đúng không nào? Sticky rice. Đây là món ăn được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như là Tết hoặc là cưới hỏi. Tiếp đến, đó là danh từ nước sốt. Ta đã học về cách phát âm âm o dài rồi không nào? Ta có là gì? Sauce. Sauce. Hình ảnh của món ăn khá là được ưa chuộng của giới trẻ đúng không nào? Đó là món xúc xích. Ta có sausage. Sausage. Tiếp đến nữa đó là món sữa chua. Ta có là gì? Yogurt. Yogurt. Cá ngừ, đây là món ăn cũng rất là được sử dụng, rất là phổ biến. Ta có là gì? Tuna. Tuna. Và cuối cùng đó là món thịt nguội, thịt xông khói. Ta có ham. Ham. Các em lưu ý âm e này, cầm của chúng ta sẽ có xu hướng là đẩy xuống như thế này. Ham. Ham. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên trên IceBooks. Communication. 1. Listen to a celebrity chef, Austin Nguyen, talking about his favorite food. Which food in extra vocabulary does he talk about? Ở đây người ta có đính kèm cho các em một đoạn văn ngắn như thế này. Thì nhiệm vụ của các em sẽ là nghe và sẽ đi vào chỗ trống cho cô như thế này, 4 chỗ. Với những cái món ăn có ở trong phần extra vocabulary mà ông Austin Nguyễn có đề cập. Bây giờ chúng ta thử nghe ha. Hi, I'm celebrity chef Austin Nguyễn and I want to share with you a few of my favorite dishes. One of my favorites has to be sticky rice because we can eat it in so many ways. With a pinch of salt, with some sliced sausage, perfect! I eat simply, at home, just some fruit and yogurt for breakfast. But if I'm eating out, a wonderful grilled tuna steak is my favorite dish. Delicious! Next! Hi, I'm celebrity chef Austin Nguyen, and I want to share with you a few of my favorite dishes. One of my favorites has to be. One of my favorites has to be. Vậy ông ấy đã đề cập là gì? Một trong những món mà ông ấy yêu thích nhất chắc chắn sẽ là sticky rice. Sticky rice. Vậy chúng ta sẽ đi vào đây. Sẽ là sticky rice, món xôi. Because we can eat it in so many ways. Because we can eat it in so many ways. Bởi vì chúng ta có thể ăn xôi bằng nhiều cách đúng không? With a pinch of salt. With a pinch of salt. Với một ít muối. With some sliced sausage. With some sliced sausage. Ông ấy có đề cập tới món gì? Xúc xích đúng không nào? Sausage. Perfect. I eat simply at home just some fruit and yogurt for breakfast. Just some fruit and yogurt for breakfast. Ở trong này chúng ta không có fruit nên là chỉ điền chữ yogurt thôi. Đúng không nào? Ông ấy ăn một ít sữa chua vào ăn sáng. But if I'm eating out, a wonderful grilled tuna steak is my favorite dish.
Nếu mà ông ấy ăn ngoài thì ông ấy ăn gì? Grilled tuna steak. Ông ấy sẽ ăn một cái bít tết cá ngừ nướng, đúng không nào? Vậy ở đây chỉ cần đi một cách đơn giản đó là tuna. Đây, người ta có đề cập là tuna, đúng không? 2. What are your favorite food and drink? Write your answers in the table below. Ở đây người ta có đưa ra hai cột. Một bên sẽ là những câu hỏi về thức ăn và đồ uống mà mình yêu thích. Vậy bên bên phải của chúng ta sẽ là một cái khung như thế này về câu trả lời về thức ăn, về đồ uống mà em yêu thích. Cô sẽ giúp cho các em hiểu rõ về câu hỏi và nhiệm vụ của các em sẽ là điền vào đây về cái câu trả lời của mình. Đầu tiên, what's your favorite food? Món ăn yêu thích của em là gì? How does it taste? Nó có vị như thế nào? Chúng ta có thể sử dụng gì? Fragrant, tasty, delicious hay là yummy, vân vân ha. What's your favorite drink? Tương tự, đồ uống yêu thích của em là gì? When do you often drink it? Em uống nó khi nào? What foreign fruit and drink do you like? Em thích món ăn hoặc là đồ uống của người nước ngoài nào? Chẳng hạn như sushi nè, rồi cơm cụ chẳng hạn. What new fruit do you want to try? Món ăn nào mới mà em muốn thử không? What food do you hate? Em ghét món ăn nào? Đề cập ở đây. What food can you cook? Em có thể nấu được món ăn nào? Thì bên dưới của cô có một số câu gợi ý. Chẳng hạn như là gì? Món ăn yêu thích sẽ là beef noodle soup. Nó có vị rất là delicious. The broth is sweet because it is made by stewing cold and chicken bones. Các em có thể đưa ra một cái lý do vì sao nó lại ngon, đúng không? Thứ ba, my favorite drink is milk. I often drink it in the morning for my breakfast. The foreign food I like is pizza. Tôi rất là thích ăn món pizza. I want to try sushi. Tôi thích ăn sushi nè. I hate food made from dog meat. Tôi rất là ghét ăn những món mà làm từ thịt chó. Và cuối cùng là I can make an omelette and fried chicken. Tôi có thể làm được một cái trứng omelette và chiên được gà. 3. Now to interview 3 students about their favorite foods and drinks. Write the answers in the table below. Cũng bằng những câu hỏi vừa rồi, thay vì là chúng ta sẽ trả lời về bản thân của mình, thì ở đây các em sẽ hỏi những câu hỏi này với những người bạn của mình, ba người bạn của mình hoặc là những người thân của mình trong gia đình, đúng không nào? Về những câu hỏi này, thức ăn yêu thích là gì, nước uống yêu thích là gì, họ ghét món ăn nào và muốn ăn thử món nào trong tương lai chẳng hạn. Đó, thì các em hãy liệt kê ra, viết một cách ngắn gọn lại trên quyển vở của mình, đúng không nào? Và ngay sau đó thì chúng ta sẽ đến với hoạt động thứ tư, đó là viết báo cáo. 4. Report your results to the class. Ở đây, chẳng hạn cô có những cái gợi ý bên dưới như lên thế này. Lan's favorite food is beef noodle soup. It tastes delicious. Bạn này đang đưa ra cái báo cáo về sở thích của bạn Lan, đúng không nào? The broth is sweet because it is made by stewing coal and chicken bones. Her favorite drink is milk. She often drinks it after breakfast. The foreign food she likes is pizza. She wants to try Chinese fried rice. She hates food made from dog meat because she thinks it's cruel. She can cook omelette and fried chicken. Đây chính là những cái báo cáo về sở thích ăn uống của bạn Lan, đúng không nào? Rất là dễ hiểu. Như là gì? Thức ăn bạn ấy thích nhất đó là phở này. Nó rất là ngon. Nước dùng của nó thì rất là ngọt. Bởi vì chúng ta sẽ gì? Hầm ninh cái xương bò và xương gà, hoặc là xương gà nếu chúng ta ăn phở gà ha. Và gì? Thức uống mà cô ấy thích chính là sữa. Cô ấy uống nó sau bữa ăn sáng. Và món ăn của người nước ngoài mà cô ấy thích chính là món pizza. Bởi vì, cô ấy muốn thử món cơm chiên của người Trung Quốc. Cô ấy ghét những món ăn mà làm từ thịt chó. Bởi vì cô ấy nghĩ là gì? Điều đó rất là tàn ác, rất là độc ác. Và cô ấy có thể nấu được món omelette và chiên được gà, chiên được thịt gà. Đó là cái ví dụ khi mà chúng ta đưa ra báo cáo về kết quả. Tương tự thì các em có thể thử đưa ra báo cáo với những người mà các em đã thu thập được thông tin và có thể sử dụng micro này để thu lại, sửa xem từ là chúng ta đã phát âm chính xác hay chưa, dùng từ được chính xác hay chưa.
giọng điệu đã hay hay chưa, thì chúng ta có thể ghi âm lại và chỉnh sửa lại cho thật là hay ha. Ngày hôm nay cô đã hướng dẫn cho các em về cách phát âm và đi kèm với một số hình ảnh cụ thể đối với những từ vựng mà có thể xuất hiện trong bài học ngày hôm nay. Các em về nhà lưu ý hãy học thật là kỹ những từ vựng này, làm thêm những bài tập bổ trợ ngay trên iBooks với những cái bài tập mà có thể là hướng dẫn chúng ta luyện hỏi và trả lời về chủ đề Vietnamese food and drink. Kèm theo đó, các em đừng quên chuẩn bị những kiến thức mới có trong phần Skill 1. Hy vọng rằng các em sẽ thích bài học ngày hôm nay. Chào các em!